Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 201. Nàng không thể trông cậy vào việc thầm tại giã sẽ nhân từ mà tha cho Triệu Quốc. Dù trong mấy tháng này quan hệ giữa họ rất hòa hợp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoan dung trong những việc lớn. Triệu Quốc là một nước suy yếu, dễ bị đánh bại hơn so với ngô quốc. Vì vậy, thẩm tại giã chắc chắn sẽ chọn tiên hạ thủ vi cường. Thiếp đã xem qua minh thư trước đây, đào hoa cười nói, triệu và ngụy liên thủ, mỗi nước đều xuất binh lực và tương lãnh, nếu so sánh binh lực, ngô quốc chia lãnh thổ cũng là triệu ba ngụy bảy, liệu có khả thi không? Thẩm tại giã buông nàng ra, đứng dậy đi châm trà, đúng vậy, nhưng lúc ấy chưa từng nói tỉ mỉ lãnh thổ ngô quốc dù sao cũng có phần phồn thịnh và hoang vu cụ thể phân chia thế nào cũng nên chờ bệ hạ bọn họ trở về rồi bàn tiếp không còn ai sau lưng đào hoa mím môi thu mình vào trong giường êm không nói gì thẩm tại giã cúi đầu trong mắt đầy suy nghĩ sâu xa đột nhiên nhớ ra và hỏi nàng sư phụ ngươi đi đâu rồi cảm giác đã nửa tháng không thấy hắn đào hoa mỉm cười tiếp tục thêu khăn trong tay nói hắn nhớ nhà, nên nói trở về triệu quốc thăm một chút. Thẩm tại giã thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn nàng, ngươi sao không nói cho ta biết. Gia không phải không thích sư phụ của thiếp sao, đào hoa vô tội nháy mắt, chuyện của hắn, thiếp không nói với ngài. Thẩm tại giã cười khẽ, trở lại giường êm và ôm nàng giữa khuỷu tay và vách tường. Nhìn nàng sâu sắc, hắn nói, ngươi ở bên ta lâu như vậy, vẫn chưa tin tưởng ta đào hoa nhanh chóng lắc đầu ra hiểu lầm rồi thiếp tin tưởng gia nhất lời này nghe thật giả tạo tin tưởng hắn tin rằng hắn sẽ để thiên bách mi chạy trở về trước mắt sao bệ hạ khải hoàn hồi chiều thẩm tại dã nhìn nàng nói sẽ mượn đường qua triệu quốc hắn lẩm bẩm thêm ngực chợt lạnh đào hoa ngơ ngác gật đầu sắc mặt tái nhợt thiếp tin tưởng gia và hoàng thượng chỉ là mượn đường sẽ không làm chuyện khác ta có việc phải làm. Thẩm tại giã mím môi, đưa tay xoa lên khuôn mặt lạnh như băng của nàng, ta muốn giết hoàng hậu triệu quốc. Lữ thị, đào hoa ngạc nhiên, vì sao? Không giết hoàng đế, lại giết hoàng hậu, có ích lợi gì? Dù lữ thị nắm quyền, nhưng nàng không phải là đế vương. Bởi vì ngươi, giọng hắn trở nên nhu hòa, tự tay ôm nàng vào lòng, cái cảm tựa lên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói, ngươi không phải đang nắm giữ thứ quan trọng rơi vào tay nàng sao? Cổ độc, đào hoa cứng đờ người, suy nghĩ một lát rồi hỏi, sư phụ nói cho ngài sao? Ai nói cho ta biết không quan trọng, thẩm tại giã nói, người nói cho ta biết, người có muốn lấy được giải dược và để lữ thị chết không? Đào hoa lắc đầu, thiếp muốn giải dược, nhưng không cần thiết để lữ thị chết. Vì sao, thẩm tại giã nhớn mày, ta nghe nói nàng và con gái nàng rất hà khắc với ngươi ngươi không hận họ sao? dù hà khắc cũng là người trong nhà. đào hoa nói chuyện trong nhà muốn dùng lực lượng bên ngoài để xử lý có chút quá đáng. đây chỉ là lời nói tình cảm. nguyên nhân thật sự là nàng sợ thẩm tại giã lợi dụng danh nghĩa giết hoàng hậu mang phụ hoàng của nàng cùng nhau đưa lên tây thiên. điều đó không thật sự khéo. nhưng khi thẩm tại giã nghe khuôn mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống người khác. Hả? đào hoa chưa kịp phản ứng đã cảm thấy hắn buông nàng ra khuôn mặt lạnh như băng ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng ta đối với ngươi còn là người khác sao điều này tâm kế chưa tiêu sự ngăn cách vẫn còn nếu nói thật hắn vẫn là người khác nhưng nhìn hắn thực sự tức giận đào hoa vội nhào vào ngực hắn ôm eo hắn và nũng nịu thiếp nhất thời nói sai ra đừng để trong lòng a à. khuôn mặt lạnh lùng này thật sự dọa chết thiếp mau cười một cái. Thẩm tại giá thực sự tức giận, nhưng nhìn tiểu nha đầu này như con mèo mềm nhũn, hắn không còn giận nữa, chỉ là mặt còn lạnh, trầm giọng nói, tính ra, người gả đến cũng sắp một năm, chẳng lẽ còn xem ta là người ngoài. Không phải, không phải, đào hoa khoát tay, ra là quan trọng nhất trong lòng thiếp. Thẩm tại Dã, hắn hừ một tiếng, sắc mặt dịu lại chút ít, liếc nhìn nàng nói, nếu ngươi là tức phụ thì ta đòi giải dược cho ngươi cũng là cần phải còn tính mạng của hoàng hậu triệu quốc nếu ngươi không muốn thì để nàng sống đa tạ ra đào hoa cười đột nhiên đưa tay ôm cổ hắn và hôn một cái thẩm tại giã sững sờ môi mỉm cười xoay người đè nàng xuống giường từ trước tới nay thiếp có một câu hỏi không dám hỏi ra bây giờ đột nhiên muốn hỏi đào hoa đặt tay lên vai hắn ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, trong lòng ra, có thiếp chút nào không? Người đàn ông không trả lời nàng, trực tiếp cúi đầu hôn môi nàng, triển miên sâu đậm, hôn đến nàng ngả ngớn. Quần áo rời rạc, ban ngày trên giường êm đềm, cảnh xuân vô hạn, làm thanh đài sợ hãi phải gấp rút lui ra ngoài. Ra có ý gì đây? Đào hoa ủy khuất chịu đựng, không nói lời nào, còn như vậy bắt nạt thiếp. Thẩm tại giá cười nhẹ, rũ mắt nhìn nàng, ngươi là mốc tử sao hắn dùng hành động trả lời không thể so với vài ba câu có trọng lượng hơn sao kia đào hoa lộ ra vẻ nữ nhi kiều mị nếu một ngày kia thiếp mệnh ở sớm tối ra có thể để ý không cúi đầu cắn nhẹ môi nàng thầm tại giã liếc nhìn nàng nói ngươi cứ nói thử xem thân thể dịu lại đào hoa cười quân lấy hắn rất nghiêm túc nói đa tạ ra coi trọng phải chăng nữ nhân khi tình nồng đều thích nghĩ này nghĩ nọ thẩm tại giã đè nặng nàng cảm thấy có chút buồn cười từ khi nào khương đào hoa cũng trở nên suy tính thiệt hơn như vậy có mấy lời hắn không nói chẳng lẽ nàng cũng không biết sao đào hoa nhắm mắt vứt bỏ tạp niệm cùng hắn hòa quyện trong trận cá nước thân mật này hai người triền miên lần này lâu hơn tất cả các lần trước thẩm tại giã tâm trạng rất tốt như cảm thấy được tiểu nha đầu này ì lại vào mình khi rời đi vào buổi tối khóe môi hắn cũng khẽ dương lên đồng ý chính nồng hắn đúng hẹn đến mây bay lâu tự yến quy và mọi người đã chờ sẵn thời tiết rất lạnh a à, tự yến quy xoa tay nhìn hắn nên đổi áo choàng dày đi người còn mặc cái áo bông vải hoa văn cổ quái này làm gì không phải hắn nói nhưng người này thật không được tự nhiên một bên chê khương đào hoa thiêu không đẹp, một bên lại không chịu cởi ra. Thẩm tại giã khoát tay, nói chính sự. Người bên cạnh đứng dậy, chắp tay nói, bệ hạ đã theo ý ngài, chọn tuyến đường đi triệu quốc, tam hoàng tử triệu quốc cũng trở về, tiêu đại nhân trông coi tại ngô quốc kinh đô. Rất tốt, thẩm tại giã mở bản đồ ra dê, chỉ vào kinh đô triệu quốc, đến được đây trước, bảo bọn họ không nên động thủ, để tránh đà thảo kinh xa chương 202. Đã hiểu, tự yến quy nói, người của ta sẽ đến kinh đô triệu quốc sớm hơn họ. Đến lúc đó hoàng đế và trưởng nữ của họ có thể bệnh qua đời trước, để lại hoàng hậu cho ngài xử trí. Khẽ nhíu mày, thầm tại giã nói, người chỉ sợ không thể làm được. Vì sao, tự yến quy nhấn mày, ta đã sắp xếp xong xuôi, đều là người bên cạnh hoàng đế triệu quốc, ra tay rất tiện lợi. Thiên Bách mi trở về triệu quốc, thẩm tại giã cúi mắt, người của ngươi có thể đánh thắng hắn không? Tự yến quy kinh ngạc nhìn hắn, hắn lúc này trở về triệu quốc làm gì? Đào hoa nói hắn nhớ nhà. Thật lạ, tự yến quy trừng mắt, thiên bách mi làm gì có nhà? Hắn vốn lẻ loi một mình. Thẩm tại giã ngước mắt, bình tĩnh nói, vì vậy ta nói sẽ có chuyện xấu, ngươi không nên sớm động thủ. Có môn khách nghe không rõ, nhíu mày hỏi, vậy hiện giờ chúng ta nên làm gì phải đợi bệ hạ vào kinh đô triệu quốc rồi động thủ sao ừ đây là cách xử lý chu toàn nhất thẩm tại giã nói chờ bắt hoàng hậu của họ rồi giam hoàng đế và trưởng nữ triệu quốc lại sau khi triệu quốc đại loạn nhân cơ hội đỡ khương trường quyết lên môi sau đó thu triệu quốc làm nước phụ thuộc với điều kiện này chỉ cần khương trường quyết không mốc cũng sẽ đồng ý mọi người gật đầu lập tức bàn bạc chi tiết. Từ Yến Quy kéo thẩm tại giã sang một bên, thấp giọng hỏi, người đã nói chuyện này với Khương Thị chưa? Chưa, thẩm tại giã liếc hắn, ta đâu có nhiều lòng vòng, mới nói những thứ này với nàng. Nhưng, từ Yến Quy nhíu mày, ta cảm thấy ngươi không nói, nàng cũng có thể phát hiện, còn không bằng sớm nói rõ. Triệu quốc dù sao cũng đã suy tàn, thu làm nước phụ thuộc, miễn chiến loạn còn có thể cho dân triệu quốc sống tốt hơn, nàng chắc cũng hiểu được. Hiểu được, thẩm tại giã cười, liếc nhìn hắn nói, ta phá hủy nhà của ngươi, bắt ngươi cùng người khác ở chung trong cái dạp lớn, rồi nói với ngươi rằng dạp lớn có hoàn cảnh tốt hơn nhà cũ của ngươi. Ngươi có đồng ý không? Từ Yến Quy lắc đầu, vậy ta chắc chắn vẫn thích nhà của mình hơn. Đúng vậy, thẩm tại giã nói, người triệu quốc đều có chút ngông nghênh, ngươi đừng cho là vậy. Chuyện này chờ đại công cáo thành rồi, Ta sẽ cùng nàng nói, việc ngươi cần làm là nghĩ mọi biện pháp bắt hoàng hậu của họ cho ta. Hiểu rồi, tự Yến Quy gật đầu. Tin chiến thắng đã truyền về kinh đô Ngụy Quốc, Lý Tấn và Dương Vạn Thanh cùng mọi người chuẩn bị lên đường trở về Triệu Quốc. Trước khi đi vài ngày, Lý Tấn mời Đào Hoa uống trà ở Bắc Môn Đình. Thẩm thừa tướng là người rất lợi hại, hắn nhìn cô gái đối diện nói, thua bởi hắn, ta tâm phục khẩu phục. Đào Hoa giận dữ liếc mắt, "Lý thừa tướng, ngài còn chưa chạm vào bàn cờ, đừng nói gì thắng thua." Lý Tấn ngừng lại, có chút bất đắc dĩ, "Ngươi còn oán ta? Ta tưởng lần này ngươi đồng ý đi cùng ta, ít nhiều gì cũng là tha thứ ta." Ha ha, Đào Hoa cười mà lòng không cười, "Lý thừa tướng đừng nghĩ gì khác, ta hôm nay đến là muốn nói chuyện quốc gia đại sự, không phải là tư tình nam nữ." Quốc gia đại sự? Lý Tấn nhíu mày, ngươi là một người đàn bà quan tâm chuyện này làm gì đào hoa nhìn thẳng hắn thản nhiên nói nếu nam nhi triệu quốc đều hữu dụng ta không cần quan tâm vấn đề là lý thừa tướng ngài cảm thấy với năng lực của ngài có thể giữ vững giang sơn triệu quốc không lý tấn nghẹn lời khó xử cúi đầu chức thừa tướng này của ta là thế nào đến ngươi cũng không phải không biết vậy nên ngươi phải giúp ta đào hoa nói sự sống còn của triệu quốc hiện giờ phụ thuộc vào bản lĩnh của ngươi lý tấn kinh ngạc ngước mắt nhìn khương đào hoa đưa gì đó tới mở ra xem hắn nhíu mày ngươi tin chắc ngươi có thể làm được được đào hoa nói ta không làm việc không chắc chắn ngươi chỉ cần ở chỗ hẹn chờ ta là được được đào hoa đứng dậy nhìn hắn thật sâu lần này ngươi đừng bán đứng ta nữa ngươi nói chuyện liên quan trọng đại ta sao có thể bán đứng ngươi? Lý Tấn có chút gấp, ngươi tin tưởng ta. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, đào hoa mím môi, không nói thêm gì, hành lễ rồi đeo áo choàng đi ra ngoài. Chủ tử, thanh đài từ ngoài tới đón nàng, thấp giọng nói, những người đi theo ở giữa đường đều bỏ rơi, nô tỳ đã cẩn thận tra xét, xung quanh không có ai khác. Rất tốt, đào hoa lên xe, đi chợ đi. Dạ, thanh đài đáp, lái xe chạy tới chợ. Đào Hoa chậm rãi chọn đồ trong tiệm nữ trang, không đầy một lát, ngoài tiệm trên đường phố vang lên tiếng ngựa hí. Ra, Đào Hoa quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, ngày sao cũng tới đây. Thẩm tại giã xài bước vào tiệm trang sức, đánh giá nàng một vòng, rồi thở phào nhẹ nhõm, hồi phủ không thấy ngươi, nên đi ra tìm. Xem ra nói kìa, Đào Hoa bật cười, cầm cây châm bạch ngọc cắm lên búi tóc của hắn, thiếp chỉ đi ra chọn cây châm mới cho ra, đâu phải không thấy. Khẽ nhíu mày, thầm tại giã đưa tay sờ lên đầu, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, người thật khó mà hào phóng một lần, mua đồ cho ta. Trong lòng ra, thiếp là người hẹp hòi như vậy sao? Đào hoa mếu máu, lúc trước không tích đủ bạc sao? Giờ đã đủ rồi, mua cho ra cái đắt nhất, ngài còn ép buộc thiếp đến đây. Đắt nhất, thẩm tại giã nhớn mày, khóe môi không nhịn được cười, người có tâm. Hừ nhẹ một tiếng, đào hoa bảo thanh đài thanh toán, sau đó kéo cánh tay hắn đi ra ngoài, về phủ thôi, thiếp còn chuẩn bị đồ tốt cho ra. a à, thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn nàng, người sao đột nhiên muốn nịnh nọt ta. Đào hoa cười, nháy mắt, ngài chẳng phải đã giúp thiếp rất nhiều sao. Đền đáp ngài một hai là phải. Thật sự tốt như vậy, thẩm tại giã không tin, nhưng khi về phủ thấy đầy bàn rượu ngon thức ăn ngon, cùng áo choàng mới nàng chuẩn bị, lòng hắn không khỏi mềm đi, bảo nàng, người sớm biết điều như vậy, cũng không khiến ta tức giận nhiều. Đào hoa mếu máu, thiếp luôn biết điều khéo, ngài không phát hiện thôi. Khẽ cười, thầm tại giã không có ý định tranh luận với nàng, cái cầm chỉ vào bàn món ăn, ta muốn ăn cái đó. Đào hoa không hiểu, nắm tay hắn giơ lên trước mặt, da không tự gắp được sao? thu tay về, vòng quanh eo nàng, thẩm tại giá vẻ mặt nghiêm túc nói, tay ta bị thương. Khương đào hoa, người này ngây thơ quá, có lúc thực sự như tiểu hài tử. Buồn cười gắp thức ăn cho hắn, rồi để hắn thử áo choàng mới, đào hoa vuốt ve hoa văn tinh xảo trên vạt áo, lầm bầm, lần này thật thiêu hai tháng. Thẩm tại giá gật đầu, lạnh lùng nói, lát nữa đi phòng thu chi lĩnh thường. Khương đào hoa tức giận xoay người đi, eo lại bị ôm, thầm tại dã nói nhẹ bên tay nàng, ôn nhu đến mức nàng nổi da gà, trêu ngươi mà thôi, đừng coi là thật. nhấc chân đạp hắn một cái, nghe hắn kêu đau, nàng mới nguôi giận, ra còn như vậy, về sau cũng không cho ngài làm. Nhẹ nhàng đáp, thầm tại giã từ phía sau ôm nàng, kéo áo choàng che cả hai người, thấp giọng nói, về sau hàng năm đều cho ta làm một món, đổi màu sắc khác nhau yêu cầu thật cao a à, đào hoa mím môi ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý dù sao cũng không thiệt chuyện từ nay về sau để sau này hãy nói hai người ôm nhau bầu không khí rất tốt thẩm tại giã đột nhiên hỏi lý tấn bọn họ có phải nên trở về triệu quốc đúng vậy đào hoa rủ mắt nếu đã liên minh và chiến thắng họ tự nhiên nên về nước chờ khi bắt đầu phân chia ngô quốc sẽ phái sứ thần mang quốc thư đến vậy lúc đó ngươi có muốn đi tiễn không không đi đào hoa lắc đầu cũng không phải là người thân cận thẩm tại giã vuốt cằm đang muốn nói thêm hai câu lại nghe người trong ngực thét kinh hãi tuyết rơi hơi sững sờ hắn ngước mắt thấy bầu trời có những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đào hoa có chút hưng phấn đưa tay đón tuyết nhưng tuyết chạm vào tay nàng liền tan chảy thẩm tại giã cười nhẹ đem áo choàng che trên tay nàng rồi đón tuyết bông tuyết rơi vào áo choàng thấy rõ hình dáng thật đẹp a à, đào hoa nhìn chằm chằm bông tuyết sáu cánh không nhịn được tò mò ngẩng đầu nhìn bầu trời các thần tiên phải làm ra những bông tuyết tinh xảo như vậy rồi ném xuống có phải rất vất vả không thẩm tại giã bật cười nhẹ nhàng gõ đầu nàng thần tiên bận rộn như vậy đâu ra thời gian làm bông tuyết nhưng ngài xem thật rất tinh xảo. Đào hoa không phục, đưa bông tuyết trên áo choàng tới trước mặt hắn, sáu cánh, giữa còn có nhiều đường vân, so với cây châm đắt nhất của chân bảo hiên còn tinh xảo hơn. Thổi bay bông tuyết, thầm tại giã sờ khuôn mặt lạnh buốt của nàng, quá lạnh, ngươi nên vào trong, gần đây sắc mặt ngươi không tốt, có rảnh nên tìm đại phu xem. Ừ, đào hoa đi theo hắn vào nhà, đóng cửa lại nói, cũng không phải chuyện lớn, có lẽ gần đây ăn ít, đầu lúc nào cũng choáng mà thôi. Sao không ăn cơm thật ngon, thẩm tại giã nhíu mày. Đào hoa làm nũng, bởi vì ra lâu rồi không bồi thiếp dùng bữa. Gần đây có chút bận rộn, thẩm tại giã nói, hôm nay chẳng phải đã bồi. Hôm nay cũng là nàng sớm chuẩn bị tốt, hắn mới miễn cưỡng ăn hai cây A. Đào hoa thở dài, ngày mai bữa tối ra có thể bồi thiếp dùng không? Có thể, thẩm tại giã gật đầu, sờ tay nàng, cảm thấy hơi lạnh liền nhét nàng vào chân ngươi chăm sóc bản thân tốt đừng kéo chân sau của da biết rồi đắp kín mền đôi mắt trong veo đào hoa hỏi hắn ra buổi tối còn muốn đi ra ngoài ừ còn có việc cần vào cung xử lý thẩm tại giã nói ngươi ngủ trước không cần chờ ta được đào hoa đáp ngoan ngoãn nhắm mắt lại thẩm tại giã ngồi bên giường giữ nàng một lát nhìn nàng như ngủ thiếp đi mới đứng dậy đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, đào hoa mở mắt, chờ một lát, rồi gọi Thanh Đài vào. Sắp xếp xong chưa? Tốt rồi, Thanh Đài có chút khẩn trương nói, nhờ có từ quản sự còn nhớ ân tình của ngài, nguyện ý giúp. Vậy là tốt rồi, hít sâu một hơi, đào hoa nói, ngày mai nếu có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, ngươi đừng quản, chỉ lo mang ta đi bắc môn. Nô tỳ hiểu triệu quốc cần thời gian thở dốc, chỉ cần họ chịu nhượng bộ, hoặc là trường quyết không kém cỏi chống lại họ nửa năm, cũng còn có cứu. Nhưng, nói thì dễ, thực hiện gần như không thể, nàng cũng không thể ở lại đây, trở thành mối lo của trường quyết, cùng thẩm tại giã đối đầu. Nàng trở về, nói không chừng có thể trở thành mối lo của thẩm tại giã. Qua lâu như vậy, nàng cảm nhận được thẩm tại giã có chút quan tâm đến nàng nhưng chưa chắc chắn quan tâm đó sâu hay cạn nếu là nông nàng nên trở về tránh sau này bị hắn dùng để uy hiếp trường quyết nếu là sâu nàng lại càng nên trở về có lẽ có thể mang lại đường sống cho triệu quốc mục vô hạ không lòng dạ ác độc như thầm tại giã bảo hắn lập tức tấn công triệu quốc hắn chắc chắn không đồng ý nhưng người bên cạnh hắn thì chưa chắc nếu không đồng lòng tình huống cũng không ổn nàng chỉ cần kịp thời tới khuyên ngăn hắn ít nhất trong quá trình mượn đường qua triệu quốc họ không dễ dàng khai chiến hẹn gặp lý tấn tại bắc môn chỉ cần nàng có thể thuận lợi cáo biệt thầm tại giã không biến sắc chạy trốn thì mọi sự sẽ tốt đẹp nhưng không biết bao nhiêu trở ngại khương đào hoa lo lắng bị hắn nhìn thấu cuối cùng bữa tối này nếu lộ ra đó chính là thất bại nàng vốn không cần mạo hiểm như vậy trực tiếp đi theo lý tấn nhưng cười khổ một tiếng đào hoa lẩm bẩm dù sao cũng gần một năm nếu về sau đối địch lần này cũng nên làm cho hắn một bữa cơm thanh đài nhìn nàng lặng lẽ thở dài ngày hôm sau mọi việc như thường khương đào hoa từ sáng đã ở trong bếp nghiên cứu tám món ăn thử làm từng món đến khi nàng hài lòng đã là xế chiều đồ đã thu thập xong chưa thấp giọng hỏi thanh đài Đào hoa cầm dao phay bổ vào cổ vịt. Thanh đài gật đầu, hết thảy đều thỏa đáng, chỉ là ra chưa trở về. Chưa trở về, đào hoa ngừng lại, có chút bất an, hắn đi đâu? Nghe nói trong cung có chuyện, thanh đài nói, cũng không biết khi nào trở về. Không sao, nhẹ thở phào, đào hoa nói, còn sớm, chờ một chút. Lúc chạng vạng, nàng làm xong món ăn, bưng lên bàn, còn nóng rượu ngon chờ, kết quả đến khi rượu lạnh, bên ngoài cũng không có tin tức. Chủ tử, không còn kịp rồi, thanh đài nhíu mày, trong cung còn dối một nùi, tướng ra có lẽ hai canh giờ sau mới trở về. Hai canh giờ, đào hoa thở dài, vậy thì thực sự không còn kịp rồi. Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, nàng đứng dậy, vào phòng thay quần áo, nhìn mặt mình trong gương, bất đắc dĩ nói, ta lo lắng thừa thái, bữa cơm này ăn không thành, Vậy thì phải hết sức cẩn thận. Thanh Đài không nói, nhanh chóng thay nàng một bộ nha hoàn y phục, sau đó kéo nàng rời khỏi tranh xuân các, hướng cửa Hồng Tướng phủ mà đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 203. Trước khi rời khỏi phủ tướng quân, Đào Hoa còn cẩn thận từng bước đi, nhưng khi hoàn toàn rời đi, Khương Đào Hoa chạy nhanh hơn cả Thanh Đài. "Chủ tử, Thanh Đài giờ khóc giờ cười chạy theo nàng." Ngày mới vừa rồi không phải còn không nỡ rời sao? Không nỡ rời là một chuyện, bây giờ là vấn đề chạy trối chết. Vừa nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, Đào Hoa bình tĩnh ra lệnh cho Thanh Đài, không cần quan tâm gì nữa. Chạy nhanh về phía cổng Bắc. Vâng, Thanh Đài lái xe, roi ngựa tăng tốc, chưa đầy nửa giờ đã đến cổng Bắc. Lý Tấn đang chờ có chút sốt ruột, thấy nàng cuối cùng cũng đến. Thần sắc thả lỏng, tiến lên định nói chuyện. Đào Hoa không để họ có cơ hội này, trực tiếp xuống xe và chuyển sang xe của họ, sau đó đưa người cùng hành lý lên, tiếp tục bảo Thanh Đài dục ngựa chạy nhanh. Gấp gáp vậy sao, Dương Vạn Thanh hốt hoảng, có người đuổi theo sau sao? Không có, Đào Hoa ôm ngực nói, nhưng chạy nhanh được bao nhiêu thì chạy, đừng đi quan đảo, hãy đi đường nhỏ. Trên đường muốn ăn uống gì đều có trong túi của ta, chờ ra khỏi biên giới, chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Lý Tân nhíu mày, chúng ta đi vào nửa đêm, chờ hắn phát hiện, cũng chưa chắc đã đổi kịp. Người ngốc sao, đào hoa tức giận, đây là lãnh thổ đại ngụy, phía trước chúng ta phải qua nhiều thành trì, đều là con đường duy nhất. Chờ hắn phát hiện, chẳng lẽ không thể phái người truyền lệnh chặn chúng ta? Chúng ta phải chạy nhanh hơn người truyền lệnh của hắn. Dương Vạn Thanh mặt mày tái mét, đây không phải muốn lấy mạng người ta sao? Ở lại đây cũng chết, gấp rút lên đường thì chỉ gần chết người chọn cái nào đào hoa nhướn mày dương vạn thanh không nói gì ba người nắm chặt lấy xe ngựa cảm giác như cả chiếc xe đang bay trên trời khi thấy cột mốc biên giới kinh đô khương đào hoa nhẹ nhàng thở phào nhưng vẫn không thể không quay đầu lại nhìn thoáng qua bây giờ thẩm tại giã chắc đã về tới phủ rồi có dư đảng của sở sơn xông vào cung bắt thái hậu hai bên uy hiếp thẩm tại giã buộc hắn tự sát để tạ tội thẩm tại giã nhìn bọn họ như nhìn những kẻ ngốc một lúc lâu rồi ra lệnh cho người bắt giữ bọn họ ngươi ngươi không sợ chúng ta giết thái hậu sao những kẻ đó đặt đao lên cổ thái hậu hoảng hốt nói thẩm tại giã nhìn thái hậu với vẻ mặt thương xót và nói thần nhất định phải cứu giá nhưng nếu kẻ tặc đã táng tận lương tâm như vậy thần cũng không có cách gì thái hậu cười khổ ai ra một không phải là mẹ đẻ của tân đế hai không phải là dưỡng mẫu của tân đế với thừa tướng từ trước đến nay cũng không có gì giao tình thừa tướng quyết định như vậy ai ra có thể hiểu được kẻ tặc hoảng hốt trong chốc lát không biết nên làm gì thẩm tại giã rốt kiếm nhanh chóng đẩy tay bọn chúng ra kéo thái hậu lùi về phía sau rồi dùng trường kiếm giết tặc cung điện lập tức đầy máu tươi tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tục khi hắn dẹp yên trận náo động trong cung trời đã tối đen lúc rời cung thẩm tại giã còn đang suy nghĩ tiểu nha đầu kia có thể đang sốt ruột chờ hắn rồi lại giận dỗi không ngồi cỗ kiểu thẩm tại giã một mạch dục ngựa chạy như bay trở về phủ liền thẳng hướng tranh xuân các mà đi phủ thừa tướng đêm nay đặc biệt yên tĩnh không một tiếng động thẩm tại giã đang đi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn phía trước chính là tranh xuân các, lần này cửa không đóng, cửa chính rộng mở, có thể từ cửa nhìn thẳng vào nhà chính. Cửa nhà chính cũng không đóng, đèn vẫn sáng, trên bàn giống như bầy đầy món ăn, nhưng không thấy mùi thơm. Chạm lô, trong lòng có chút lo lắng, thầm tại giã quay đầu hỏi, trong phủ có ai ra ngoài không? Chạm lô lắc đầu, theo lệnh của ngài, gần đây bất kỳ ai ra khỏi phủ đều phải báo cáo, nhưng hôm nay nô tài không nghe thấy tin gì nhẹ nhàng thở phào, thẩm tại giã nhấc chân bước vào. Trên bàn bầy tám mâm món ăn, thoạt nhìn rất tinh xảo, chắc hẳn nàng đã bỏ công sức, chỉ là bếp lò nấu rượu đã nguội lạnh, thẩm tại giã nhìn thoáng qua, ngừng đầu gọi, đào hoa. Trong phòng yên lặng, không có động tĩnh gì từ nội thất. Thở dài một tiếng, hắn đi tới vén rèm nội thất, cười nhẹ nói, ngươi đừng giận ta. Nói chưa dứt lời, nội thất trống không làm hắn kinh ngạc, thầm tại dã nhíu mày tìm kiếm tranh xuân các từ trong ra ngoài kéo nha hoàn hỏi chủ tử của ngươi đâu hoa đăng lo lắng đưa tay đưa một lá thư cho hắn chủ tử chủ tử nói chờ ngài nửa ngày ngài cũng không quay lại nàng liền về nhà mẹ đẻ về nhà mẹ đẻ đồng tử co rốt lại thầm tại dã đưa tay lấy thư mở ra xem kính gửi phu quân thiếp rời nhà đã một năm đúng lúc trường quyết khải hoàn thiếp quyết định trở về thăm, vốn định nói trực tiếp với phu quân, nhưng phu quân bận rộn, thiếp đành phải làm trước báo sau, xin đừng trách. Tay từ từ nắm chặt, thầm tại giã mặt đen lại, xé thư thành từng mảnh, tức giận đá vỡ bình hoa lớn bên cạnh, đập xuống bậc thang. Tiếng đổ sứ vỡ vang lên khắp tranh xuân các, hoa đăng Hoàng sợ ôm đầu bỏ chạy, chạm lôi nhíu mày gọi hắn, ra. Lập tức phái người đuổi theo hướng triệu quốc thẩm tại giá cười lạnh truyền lệnh cho các thành trì triệu ngụy một khi phát hiện tung tích hương đào hoa lập tức bắt giữ chờ ta tới phu nhân lại dám chạy chạm lô kinh ngạc thấy chủ tử đã giận không kìm được vội vàng chạy xuống truyền lệnh thật tốt về nhà mẹ đẻ thật tốt làm trước báo sau nàng rõ ràng là từ sớm đã quyết định về triệu quốc biết rõ hắn sẽ không đồng ý nên quyết định chạy trốn trở về lúc này rõ ràng là không muốn hòa hợp với hắn vậy mà hắn còn ngây ngốc lơi lòng phòng bị thật nghĩ nàng sẽ an tâm ở lại đại nguy tức giận đến choáng váng thầm tại giã vịn lấy khung cửa nghỉ ngơi một hồi lâu vẫn còn kịp chỉ cần chặn nàng trước khi trở về triệu quốc vẫn còn kịp nhưng chết tiệt chẳng lẽ nàng không biết hành động này là giao du với kẻ xấu hội ăn bữa hôm lo bữa mai sao sao lại ngu mốc như vậy thân thể còn chưa khỏe hẳn ai cho nàng dũng khí chạy xa như vậy nếu dọc đường có chuyện gì xảy ra ai bảo vệ nàng bực bội vung tay áo thẩm tại giã xoay người định ra cửa nhưng vừa tới cửa chạm lô trở lại đã theo lệnh của ngài chủ tử ngài muốn đi đâu thẩm tại giã kéo dây cương nhất thời không biết mình đang làm gì đầu óc trống rỗng lâu sau mới phản ứng lại buông dây cương xuống ngựa nói không đi đâu cả kinh đô không thể thiếu ta chúng ta chờ tin tức. Chạm lô sững sờ, nhìn sắc mặt chủ tử, thở dài, còn một tin tức, ngài có muốn nghe không? Nói đi, hai sứ thần chủ yếu của triệu quốc cũng không thấy, chạm lô nói, vừa có người báo cáo, phòng của Lý Tấn và Dương Vạn Thanh đều trống rỗng. Một quyền đập vào cửa chính, thầm tại giã giận quá hóa cười, nàng thật sự giỏi, mang theo hai người đó, có cả giấy thông hành, rất tốt trạm lô cúi đầu nô tài nghĩ nếu đã có người đồng hành chủ tử không cần quá lo lắng ít nhất dọc đường có người chăm sóc tốc độ của họ cũng sẽ không quá nhanh ai quan tâm có người chăm sóc nàng hay không thẩm tại giã trầm giọng nói nàng dám gạt ta chạy đi rõ ràng không để ta vào lòng nữ nhân như vậy ta còn quan tâm sống chết của nàng sao liếc nhìn hắn trạm lô nói chủ tử tức giận như vậy làm gì phu nhân chắc chắn không chạy ra khỏi đại ngụy. Ta, thẩm tại giã híp mắt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ngươi sao nói nhiều vậy? Chạm lô bất đắc dĩ nói, vì nô tài lâu rồi chưa thấy chủ tử nóng này như vậy, nếu đổi là người khác, ngài sẽ thế nào? Thẩm tại giã ngừng lại, tức giận vung tay áo rồi đi vào trong phù. Hắn chỉ là tức giận, cảm thấy mình bị lừa gạt, những ngày qua hắn ngốc nghếch nghĩ nàng để ý đến mình, nghĩ phải đối tốt với nàng, kết quả nàng chỉ là mê hoặc hắn để dễ dàng rời đi. Nữ nhân này, rốt cuộc có thật lòng không? Trở lại Lâm Vũ Viện, thầm tại giá cầm áo choàng mới của Khương Đào Hoa định ném. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là gấm vóc tốt, ném thì tiếc, nên để lại. Quay đầu nhìn chiếc gối trên giường, cầm lên định ném, nhưng nghĩ mình đã quen ngủ với nó, ném đi có thể mất ngủ, nên cũng thả tay. Người làm gì vậy? Tự yến quy trong bóng tối không chịu nổi nữa, lên tiếng, muốn hận nàng như vậy, thì ném hết đi, sao lại không quyết đoán như vậy. Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn hắn, nói, đều là vật dụng hữu ích, ném thì tiếc. Vậy thì ném luôn cây châm bạch ngọc mới mua của ngươi đi. Tự yến quy nhìn có chút hả hê nói, dù sao ngươi cũng có nhiều châm mà. Ngươi cốt ra ngoài cho ta, thẩm tại giã nổi giận, nắm vạt áo của hắn rồi ném người qua cửa sổ sau đó bằng một tiếng đóng lại cửa sổ. Thật là tức giận lớn, từ Yến Quy treo trên nhánh cây bên cạnh thở dài lắc đầu. Mặc dù sớm đã dự liệu hai người này sẽ đến bước này, nhưng Khương Đào Hoa thật sự là cứng rắn, muốn đi thì đi, đừng đối tốt với thẩm tại giã như vậy. Thẩm tại giã, dù thoạt nhìn khó gần, nói chuyện không buông tha ai, nhưng nội tâm rất dễ bị cảm động, một khi đã yêu, cũng sẽ trở thành kẻ ngốc. A đế trên xe ngựa khương đào hoa hắt hơi một cái nhíu mày quay đầu lại nhìn sao vậy lý tấn ân cần hỏi sắc mặt ngươi không tốt lắm có phải không thoải mái không có muốn nghỉ ngơi một chút rồi lên đường không không cần đào hoa khoát tay qua thành trấn tiếp theo rồi tính nàng có trực giác thẩm tại giã chắc chắn sẽ tức giận nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác nàng đã chọn từ ngữ nhẹ nhàng nhất nếu hắn vẫn muốn trách nàng thì nàng cũng không còn gì để nói, dù sao cũng đều vì chủ. Nàng và hắn đều là những người có quan niệm gia quốc, hắn muốn đại ngụy thống nhất thiên hạ, nàng muốn quốc gia mình độc lập và phồn vinh. Tại ngã rẽ này, dù thế nào hai người cũng phải tách ra. Được yên bình bên hắn ba tháng cuối cùng, nàng đã rất hài lòng. Thời gian còn lại không nhiều, nàng phải làm những điều mình muốn và nhất định phải làm. chương 204, đoàn người họ chạy như điên suốt 8 ngày, cuối cùng cũng tới cứ điểm đầu tiên của triệu ngụy. Vừa vào cửa thành, Lý Tấn muốn bổ sung thêm ít lương khô, nhưng đào hoa ngăn cản, không nói gì mà bảo thanh đài tiếp tục lái xe, chỉ đến khi qua chủ thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói nhỏ, đi đến ngôi làng phía trước đổi ít đồ bằng bạc vụn là được. Dương Vạn Thanh vừa định hỏi nàng có phải quá lo lắng không thì sau cửa thành đột nhiên có lệnh giới nghiêm, Mọi xe ngựa ra vào đều bị kiểm tra theo hình vẽ. Nàng mặt tái nhợt nói, xe ngựa của chúng ta không thể chạy nhanh bằng ngựa đơn. Nếu tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không qua được cứ điểm thứ hai. "Yên tâm, Đào Hoa nói, ta có cách." "Có cách gì được chứ?" Lý Tấn lo lắng vô cùng, nhưng Đào Hoa say xe rất nặng, mỗi lần xe dừng lại, nàng lại nôn đến trời đất quay cuồng, sắc mặt ngày càng tệ. "Ngươi dương vạn thanh nhíu mày có phải mang thai không đào hoa khoát tay xúc miệng đừng nghĩ nhiều ta không thể mang thai dương vạn thanh ngừng lại nhớ đến nàng bị cổ độc không khỏi thở dài trong mắt hiện lên chút thương cảm đang định an ủi vài câu thì thấy nàng đột nhiên tinh quái nói nhưng đến cứ điểm tiếp theo hãy coi ta như đang mang thai lý tân nhíu mày ngươi lại tính toán gì nữa đây Tự nhiên là tính toán làm sao để trở về Triệu Quốc một cách thuận lợi. Đào Hoa nghiêm túc nói, chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ cần còn thở, chúng ta phải tìm mọi cách trở về nhanh nhất. Thanh Đài cắn răng, nghe vậy liền lái xe nhanh hơn. Trên đường đến trạm dịch để thay ngựa, nhìn chủ tử mình nôn mửa thê thảm, nàng nói, "Ngài cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu Tam hoàng tử biết ngài hành hạ bản thân như vậy, hắn sẽ không vui đâu." đào hoa mồi xổm trên đất, ôm bụng nói, ta không còn nhiều sức để suy nghĩ hắn có vui hay không, chỉ cần gặp được hắn là được. Đến cứ điểm tiếp theo, người cầm ít bạc đi tìm đại phu, ta cần dùng. Được, thành đài đáp, đỡ nàng lên ngựa tiếp tục. Mười ngày trôi qua, bên trong phủ thừa tướng vẫn căng thẳng như cũ. Cố hoài nhu nhíu mày nhìn thầm tại giã mồi bên cạnh, thấy hắn mặt tái nhợt, không khỏi khuyên nhủ, Ngài bận rộn đến mấy cũng phải ăn uống đàng hoàng, nếu không đại sự chưa thành, thân thể đã suy sụp trước rồi. Không sao, thẩm tại giã nhìn chằm chằm ra ngoài, môi mím chặt, ta không dễ dàng sụp đổ như vậy. Cố hỏi nhu thở dài, lắc đầu, lần trước ngày khó khăn như vậy, cũng là sau khi phu nhân lên núi dưỡng bệnh. Thẩm tại giã lạnh lùng nhìn qua, trầm giọng nói, liên quan gì đến nàng? chẳng lẽ không phải vì phu nhân không từ mà biệt, ngài mới không vui sao? Cố hoài nhu đầu vẫn quấn khăn đen, nhìn hắn qua lớp khăn, không còn sợ hãi, cả gan nói, theo thiếp thấy, ngài thật sự yêu phu nhân rất nhiều. Hoan đường, thẩm tại giã hừ lạnh, đứng dậy định đi thì thấy chạm lô từ bên ngoài vào, gọi một tiếng, ra. Thẩm tại giã thay đổi sắc mặt, kéo hắn qua một bên, thế nào? Không tìm thấy người ở cứ điểm đầu tiên, chỉ sợ họ đã đi tiếp. Chạm lô nhíu mày, bốn người đồng hành, có thể có tốc độ như vậy, cũng thực sự là không muốn sống nữa. Sắc mặt càng khó coi, thầm tại giã nói, tiếp tục phái người thông báo các thành trì kế tiếp, bất cứ giá nào cũng không để họ vượt qua. Rõ, chạm lô đáp, không nhịn được hỏi thêm một câu, nếu ngăn chặn được họ, là bắt giữ hay là... Thẩm tại giã nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, ngươi còn muốn họ mang thi thể của nàng về gặp ta sao? Đó không phải là lời ngài nói trước đây sao? Chạm lô rẻ giặt đáp, chỉ mấy ngày trước, ngài còn nói chết phải thấy thi thể. Ta nói gì ngươi cũng nghe sao? Thẩm tại giã nhíu mày, ở bên cạnh ta lâu như vậy, nói gì là nói nhảm, nói gì là thật tâm, ngươi còn không phân biệt được. Chạm lô thành thật lắc đầu, ngài về chuyện phu nhân, thái độ của ngài, nô tài không thể phân biệt rõ lúc trước lời ngài, nô tài truyền đạt nguyên văn. Thẩm tại giã đẩy hắn vào tường, lạnh lùng nói, truyền lệnh lại, ai làm nàng tổn thương dù chỉ một sợi lông, đem đầu tới gặp ta. Lòng người thật khó đoán như mò kim đáy biển, chạm lô muốn gầm thét, dù ngài là chủ tử, cũng đừng chơi đùa người như vậy chứ, mỗi ngày một ý kiến, khoảng cách xa như vậy, rất dễ xảy ra sự cố. Nô tài phải đi xử lý ngay chạm lô chân bôi dầu chạy nhanh, thầm tại giã có chút nôn nóng, cúi mắt nhìn cửa xoay hai vòng, rồi lại ngồi trở lại phòng. Nhanh chóng lên đường như vậy, thân thể nàng còn chịu nổi không? Rõ ràng là không chịu nổi, đến cứ điểm thứ hai, Khương Đào Hoa nhìn thấy cửa thành nơi bọn họ chờ bắt người, không nói hai lời liền đi lên tự thú. Chuẩn bị cho ta một phòng, mời đại phu đến, Đào Hoa nói với họ, nếu bụng ta có vấn đề gì, các ngươi đừng mong có kết quả tốt. Quan bình vốn định bắt người, nhưng thấy thái độ của nàng, lập tức bị hù dọa, sau khi bàn bạc liền đưa họ đến trạm dịch, dàn xếp một phen. Vậy phải làm sao? Dương Vạn Thanh đứng ở cửa quan sát một lúc, trở lại bên giường Đào Hoa nói, người ngoài rất nhiều, chỉ sợ khó mà chạy đi. Không vội, nghỉ ngơi thật tốt một ngày." Đào Hoa nói, nơi này cách kinh đô đại ngụy hơn 10 ngày lộ trình không lo lắng có người lập tức đến chỉ cần kinh đô không có người đến từ đây ra ngoài không phải việc khó lý tấn nhìn nàng với ánh mắt phức tạp nói ngươi thật thông minh cái gì cũng có thể nghĩ ra cách không trách tố hành kiêng kỵ ngươi như vậy liếc mắt khương đào hoa nói nàng kiêng kỵ ta phần lớn vì ta đẹp hơn nàng đầu óc là thứ nàng không quan tâm khương tố hành nếu có đầu óc cũng không để lý tấn trở thành thừa tướng lý tấn chủ tử thanh đài từ bên ngoài vào dẫn theo đại phu phía sau còn có huyện lệnh địa phương đào hoa không nói gì đưa tay để đại phu bắt mạch khóe mắt nhìn huyện lệnh khỏe mạnh kia thấy thần sắc hắn dường như không biết nên làm gì chắc là tin tức chưa truyền tới còn có đường sống phu nhân này đại phu sau khi bắt mạch vẻ mặt nghiêm túc nói ngài có vẻ là mang thai nhưng bôn ba quá mức có dấu hiệu động thai, cần được tĩnh dưỡng. Đào hoa ai ra một tiếng, liền nói, sao ta không biết mình mang thai. Sớm biết thế, ta chắc chắn không rời kinh đô, tướng gia luôn muốn đứa bé, biết tin này chắc chắn sẽ rất vui. Huyện lệnh kia ngẩn người, tiến lên chắp tay hỏi, phu nhân này là ai? Các người bắt ta, mà không biết ta là ai, đào hoa nhớn mày, thứ cho hạ quan ngu muội huyện lệnh nói, ý của cấp trên là muốn bắt ngài đưa về nước, nhưng không nói rõ thân phận. Thì ra là vậy, đào hoa cười, từ cổ lấy ra ngọc bội của thẩm tại giã, đưa cho hắn xem, cái này nhận ra không? Huyện lệnh vừa nhìn, mặt tái mét, vội quỳ xuống nói, nhận ra, nhận ra, ngài là phu nhân trong phủ thừa tướng. Đúng thế, đào hoa cười híp mắt nói, ta nhất thời hứng lên muốn về nhà mẹ đẻ, không ngờ tướng ra lại lo lắng như vậy. Đã thế, ta sẽ ở đây chờ hắn phái người tới đón. Này, huyện lệnh do dự nói, ý của cấp trên là muốn chúng ta hộ tống ngài trở về. Sao lại được, đào hoa trừng mắt, che bụng nói, người không nghe đại phu nói sao? Ta đã động thai, còn muốn lên đường, nếu trên đường hài tử không giữ được, các người sẽ giải thích với tướng ra thế nào? Huyện lệnh có chốt sợ, quay đầu nhìn sư gia, sư gia nhỏ giọng nói, trách nhiệm này chúng ta không chịu nổi, hãy truyền tin trở về, để cấp trên xử lý. Nghe có lý, huyện lệnh vội chắp tay nói với đào hoa, vậy ngài hãy di ra đến huyện nha nghỉ ngơi mấy ngày, tin tức từ các nước đều đã gửi đi. Ta đau bụng, không muốn di chuyển, ở đây đi. Đào hoa cau mày nói, người phái thêm người bảo vệ ta là được. Nói xong, lại lẩm bẩm như một phụ nhân nhỏ, thật là, ta chẳng qua tùy hứng một lần sao lại đuổi theo ta như phạm nhân? Thấy vậy, huyện lệnh không nói thêm gì, phân phó người hầu hạ tốt, rồi vội tìm người đi truyền tin. Lý Tấn và Dương Vạn Thanh đứng bên cạnh, hai người biết nàng bị cổ độc, nên khi thấy Thanh Đài đưa bạc cho đại phu, hai người không ngạc nhiên, chỉ là diễn xuất của Khương Đào Hoa thật sự quá tốt. Người không sợ sau này thầm tại giã phát hiện ngươi lừa gạt hắn, muốn tính sổ với ngươi sao? Dương Vạn Thanh lẩm bẩm đào hoa hừ nhẹ một tiếng nhắm mắt nói ai biết sau này là khi nào đâu hiện tại trước qua cửa này đã các ngươi đi nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần ngày mai lên đường vậy làm sao lên đường lý tân nói ngươi còn cố ý để hắn phái thêm người bảo vệ nếu ra ngoài không phải bị phát hiện sao ngươi biết họ đến để bảo vệ không phải để giám sát đào hoa bất đắc dĩ nói nếu là bảo vệ sẽ không nghĩ chúng ta trốn Ngày mai nghĩ cách leo tường là được. Vì sao giao tiếp với những người này lại khó khăn như vậy? Cùng với thẩm tại giá vẫn thoải mái nhất, chỉ cần một ánh mắt là hắn có thể hiểu. Nhưng mà, tại sao lại nhớ tới người kia? Lắc lắc đầu, đào hoa vội chìm vào giấc ngủ, bụng còn đau mơ hồ, không biết có phải Nguyệt Tín sắp tới. Dương Vạn Thanh kéo Lý Tấn ra cửa, đóng cửa lại, đột nhiên thở dài, người không thích hợp với nàng gì lý tấn nhíu mày khương đào hoa quá thông minh không cùng thế giới với ngươi dương vạn thanh lắc đầu nói nàng nhất định sẽ có vùng trời riêng của mình ngươi xem thường ta sao dương vạn thanh lắc đầu không biết nói thế nào nhưng từ khi ở đại ngụy thấy khương đào hoa lần đầu nàng nhận ra nàng không giống ai hoàn toàn mất hết ánh sáng rực rỡ ở triệu quốc toàn thân tỏa sáng trói mắt như có thể nắm cả thiên hạ trong tay người như vậy thật ra thích hợp hơn làm đế vương triệu quốc. chương 205 Tin tức Khương Đào Hoa mang thai truyền về Kinh Đô, khi đó đoàn người của họ đã thoát khỏi đệ nhị cứ điểm và tiếp tục chạy trốn. Vì tình trạng của Đào Hoa, huyện lệnh không dám phái người truy đuổi gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chạy ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Thẩm tại giã ngồi trong lâm vũ viện, nghe chạm lô nói xong một lần, ngẩn ra một hồi lâu rồi nhìn hắn nói, nói lại lần nữa. Chạm lôi nhắm mắt nói, bên kia, tin tức truyền về gấp gáp, nói phu nhân mang thai. Một đường chạy trốn làm động thai khí, hiện đang ở trong thành thứ hai để dưỡng. Thẩm tại giã sững sờ, đứng dậy đi vòng quanh sân. Khi nhớ đến nhà chính, mắt chàng đột nhiên sáng lên, nàng mang thai. Chạm lô cười, phản ứng của ngài hơi chậm một chút. Thẩm tại giã thật sự rất vui mừng, vui đến mức tay chân hơi luống cuống. Hai người đã thành thân gần một năm, cuối cùng cũng nghe được tin mang thai. Nhưng, sau niềm vui, thẩm tại giã liền nổi giận. Có bầu mà còn dám chạy như thế, nếu xảy ra chuyện thì làm sao, lại còn động thai khí. Chạm lô, chuẩn bị ngựa, thẩm tại giã cắn răng, qua bên đó xem một chút. Sợ hãi, chạm lô liền vội lắc đầu, chủ tử, dù ngài có ra roi túc ngựa, từ kinh đô qua đó cũng mất hơn 10 ngày lộ trình, kinh đô thì sao bây giờ? Tạm thời để tự yến quy giả dạng làm ta, dù sao hắn có giọng của ta, mọi việc cứ theo đó mà làm, hơn 10 ngày nếu không chịu nổi thì hắn cũng coi như vô dụng. Đẩy chạm lô ra rồi đi ra ngoài, thầm tại giã vừa đi vừa nhanh chóng an bài phủ bên trong và trong chiều, cung bên trong nếu có sai lầm, giao cho nam cung xử lý, nên đánh thì đánh, nên giết thì giết, nếu có tin tức từ bệ hạ, người cũng giao cho từ Yến Quy xử lý. Nghe giọng nói vội vàng của thầm tại dã chạm lô cũng biết chủ tử của mình lần này xong đời, vốn gặp chuyện của phu nhân đã không tỉnh táo, giờ phu nhân còn mang thai, thì ai cũng đừng mong ngăn cản hắn. Nhưng, rời đi lúc này, thật sự không có vấn đề gì sao? Vì khoảng cách quá xa, tin tức đám người Khương Đào Hoa chạy trốn vẫn chưa truyền đến, thẩm tại giã đã lên đường. Chạm lô không yên tâm, tìm bằng tướng quân điều một đội quân đi theo hắn, rồi vội vàng đi tìm từ Yến Quy. Chuyện đời thật trùng hợp, thẩm tại giã vừa rời khỏi kinh đô, phía mục vô hạ đã có người truyền tin trở lại. Sắp đến kinh đô của triệu quốc, bệ hạ dự định nghỉ ngơi và hồi phục 5 ngày, thừa tướng có chỉ thị gì không? Từ Yến Quy đau đầu, ném áo choàng trong phòng và đi quanh, có gì chỉ thị? ta làm sao biết hắn có gì chỉ thị, thế mà ném mọi chuyện cho ta rồi đi, không sợ ta làm hỏng sao. Chạm lô cũng rất vội, quyết định này càng nhanh càng tốt, trễ một ngày, trên đường chậm trễ thêm nửa tháng, nói gì cũng sẽ muộn. Tự Yến Quy bất đắc dĩ nói, lúc trước ý của hắn là để bọn họ đến kinh đô rồi mới hành động, lần này trở về bọn họ án binh bất động đi. Chạm lô trong lòng hoang mang, do dự nhìn hắn một hồi lâu, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ai nha, kệ đi, tử yến quy bực bội nói, hắn xúc động như vậy, hậu quả để hắn gánh chịu, chúng ta lung tung đến đây thôi. Truyền lệnh, tạm thời để bọn họ án binh bất đồng. Vâng, chạm lô đáp, do dự rời đi để truyền tin, trong lòng không khỏi oán giận, chủ tử sao lại xúc động như vậy. Thẩm tại giã luôn luôn cơ chí và tỉnh táo, khó có lần nào xúc động chàng cảm thấy chuyện con nối dòng này luôn luôn dựa vào duyên phận không thể sốt ruột nhưng vừa nghe thấy khương đào hoa động thai khí chàng không kịp suy nghĩ gì cũng không nghĩ đến nếu đi qua đó rồi làm sao đưa nàng về nước dọc đường đi chàng dục ngựa chạy như điên còn nhanh hơn cả người mang tin tức tám trăm dặm khẩn cấp nhưng bao nhiêu mong đợi và vui sướng khi đến đệ nhị cứ điểm tất cả hóa thành ngạc nhiên phu nhân đã đi mười mấy ngày rồi huyện lệnh quỳ trên đất run rẩy thừa tướng tha mạng hạ quan thực sự không ngăn cản nổi cũng không dám cản chờ đây là gì chứ biết rõ có thai biết rõ động thai khí mà còn muốn tiếp tục chạy một cơn giận từ đáy lòng bùng lên thầm tại dã toàn thân đều tỏa sát khí nhìn chằm chằm con đường quan đạo phía xa một hồi lâu môi chàng tái nhợt nàng căn bản không muốn giữ lại đứa bé đó sao dù là cốt nhục của mình Huyết mạch tương thông, trong mắt nàng, vẫn không bằng nhà nàng, quốc gia của nàng. Hạ quan đã phái người liều mạng đuổi theo, nhưng họ đi quá nhanh, nhiều lần đuổi theo nhưng vì ngại thân thể phu nhân, cũng không thể ra tay bắt, cuối cùng họ thoát khỏi phạm vi quản lý của hạ quan. Huyện lệnh vẫn cầu xin tha thứ, tướng ra tha mạng. Ký đầu tuổi vong, việc này không liên quan đến họ, so với Khương Đào Hoa, thủ đoạn của họ quá kém không bắt được cũng là hợp lý. Thẩm tại giã cúi đầu nhìn huyện lệnh này, không hiểu sao hắn lại hoảng sợ như vậy. Thấy thẩm tại giã không nói lời nào, bàng dương bay đi theo phía sau cũng hơi do dự nói. Tướng ra, ngài bớt giận đi, lạm sát kẻ vô tội cũng không đưa phu nhân trở lại. Các người ở đâu nhìn ra ta muốn lạm sát kẻ vô tội? Thẩm tại giã bình tĩnh hỏi. Bàng dương bay dừng một chút, dè dặt lấy tấm gương đưa cho thẩm tại giã. Chàng cúi đầu nhìn, thấy trong mắt mình tràn đầy tia máu, khuôn mặt tiêu tụy lại đầy sát khí. Nhắm mắt bỏ gương xuống, thầm tại giã bóp dây cương trầm mặc rất lâu, nói, nếu đã đi rồi, dương bay, ngươi đi truyền lệnh, để bằng tướng quân mang binh hướng về phía triệu quốc, chúng ta sẽ chờ ở biên cạnh. Là, bàng dương bay đáp, nửa mở mắt nhìn những người còn quỳ dưới đất, thầm tại giã nói, tất cả đứng lên đi truyền lệnh của ta đến các cứ điểm phía sau, không cần chặn nàng nữa, để nàng đi. Nếu nàng cần đại phu, thì đưa đại phu tốt nhất trong thành đến. Huyện lệnh lăng lăng chắp tay xác nhận, nghĩ thầm phu nhân kia thật khó lường, hắn vừa mới còn tưởng rằng thừa tướng muốn ra lệnh hạ sát, không ngờ lại ôn nhu với nàng như vậy. Đang yên đang lành, về nhà mẹ đẻ làm gì chứ? Đào hoa sắc mặt tái nhợt, ôm bụng, vén rèm xe lên hỏi thanh đài, tới đâu rồi? phía trước chính là vĩnh viễn an trấn thanh đài nhíu mày quay đầu lại nhìn nàng tới đó tìm đại phu ừ dương vạn thanh đỡ nàng cau mày nói ngươi không sao chứ sao lại như thật mang thai vậy đường đuổi theo quá nhanh thân thể ta thời gian qua không tốt tự nhiên sẽ có vấn đề đào hoa dựa vào vách xe thở nhưng không biết có phải cảm giác của ta sai hay không mấy tòa thành gần đây hình như không có truy binh không phải người cảm giác sai lý tân ánh mắt phức tạp nói hẳn là thẩm tại giã biết tin ngươi mang bầu nên bảo bọn họ dừng tay hơi sững sờ đào hoa cười khan hắn để ý hài tử như vậy sao phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn